Các mật vụ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Naomi Biden, cháu cái tổng thống Mỹ Joe Biden, đã nổ súng khi thấy ba người muốn đột nhập chiếc xe không dán nhãn của cơ quan này. Theo AP, các đặc vụ khi đó đã rời xe để thắp tùng cô Naomi Biden ở khu Georgetown của thủ đô Washington vào tối 12 tháng 11. Họ nhận thấy ba người đang đập vỡ kính chiếc SUV vốn đang đậu trong tình trạng không người và không được dán nhãn riêng của cơ quan mật vụ thủ đô. Thông tin được một quan chức thực thi pháp luật ở Mỹ giấu tên tiết lộ với AP hôm 13 tháng 11. Cơ quan mật vụ Mỹ cũng cho biết một trong ba đặc vụ đã nổ súng nhưng không ai bị trúng đạn. Ba người sau đó chạy trốn trên một chiếc ô tô màu đỏ. Cơ quan mật vụ đã gửi một thông báo đến cảnh sát thủ đô để đề phòng. Sở cảnh sát thủ đô hôm 13 tháng 11 cho biết họ đang điều tra vụ nổ súng giống như các vụ nổ súng khác của cảnh sát ở Washington. Các thông tin và bằng chứng thu thập được sẽ do văn phòng công tố Mỹ xem xét độc lập. Washington đã chứng kiến số vụ cướp và trộm xe gia tăng đáng kể trong năm nay với hơn 750 vụ cướp xe và 6.000 vụ trộm xe được báo cáo. Hạ nghị sĩ Mỹ Henry Keller cũng từng bị ba kẻ tấn công có vũ trang cướp xe gần Điện Capitol vào tháng trước. Tội phạm bạo lực ở Washington trong năm nay cũng tăng hơn 40% so với năm ngoái. Hồi tháng 2, hạ nghị sĩ Mỹ Andre Craig của bang Minnesota đã bị hành hung tại tòa nhà chung cư của bà và bị thương nhẹ.